Toyota Verode Cross mới tinh từ hãng ra và bác chủ có qua mang qua Acala để bên em nâng cấp về phim cách nhiệt này và nâng cấp bộ đèn gầm các bác nhé. Đây, xe vẫn còn mới tinh, bác chủ còn chưa bóc ni lông này. Ghế lái còn chưa bóc nhé. Ghế nỉ thì có trải sàn nhựa nên là tiện thể bên em bóc luôn cho bác. Ở đằng trước này thì bác anh kỹ thuật bên em đang vào phim 3M. Như chiếc xe này thì bác chủ chọn full gói 3M cho xe của mình luôn. Ở đằng trước đây thì bên em đang thi công bi gầm cho chiếc xe này. Đây là bi gầm X3 Pro. Thì với cái dòng bi này thì các bác có thể thấy một cái chợ pha nó tách rời riêng này. Cho công suất khi mà các bác hỗ trợ pha nó sẽ tốt hơn này. Như với xe này thì các bác có thể lắp thêm một bộ cam hành trình hoặc bộ bộ Android Box để khi mà các bác di chuyển trên xe thì mình có thể sử dụng những cái tính năng bản đồ hoặc là có những cái cam hành trình nó sẽ ghi lại những cung đường hoặc là hành trình di chuyển của mình để đảm bảo an toàn cho mình. Các bác nào mà cần làm bất kỳ cái dịch vụ gì cho xe của mình các bác hãy nhớ tới Acala các bác nhé.